Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay lại với kênh của Nguyễn Phúc Japan. Thì hôm nay mình lại làm video clip test và giới thiệu tất cả quý vị và các bạn một chiếc Omni Jaguar hàng bãi Hàn Quốc. Model là PA203N. Đây là chiếc Omni đời sản xuất đời 1994 nhé. Và đây là nó là loại lúm gầy vang rồi. Đấy, đời đầu của 203N. Về tổng thể hình thức bên ngoài thì là máy còn rất là đẹp nhá. Đây là mặt đằng sau này. Đời 94 thì nó có thêm 3 cái lỗ để cắm dây điện tiếp nối ra ngoài. Thông số kỹ thuật. Điện 220V và công suất là 500W, ra 100W một kênh nhé. Có hai đầu vào, đầu đánh nai, đầu đánh súp. Đây, dây nguồn này. Còn zin bản hết nhé. Và bây giờ mình sẽ mở nội thất bên trong máy này. Mình sẽ quay chi tiết nội thất bên trong máy nhé. Có một nguồn này, phần bo nguồn này, đây, bo vang rời này, đây là bo công suất. Ở chiếc này đánh 4 sò, sò Jika, sò trường của Nhật Japan nhé. À, chiếc này là vì vang rời, sử dụng chiếc vang IC là 50195P. Đây là vỉ mắt tư tổng này. Đấy, tất cả những con chiết áp còn mạ rất vàng thất xi 7 màu nhé. Đời này thì chiết áp rất là tốt rồi, linh kiện rất tốt rồi. Con này nó đời 94 có dập vỉ chữ NS xanh, tất cả các nguyên vỉ dập NS xanh. Hình thức thì đẹp và máy này bao zin bản tuyệt đối luôn cho anh em chơi nhé. Đặc biệt là dòng này thì nó không bị đội giá như dòng 203L97, nhưng mà chất lượng nó cũng rất là ok đấy. Nó chỉ thua con 203L đời 97 một cái vỉ vang thôi, vang rời hay vang liền thôi, là núm gầy với núm béo thôi. Hiện tại mình đang ghép cùng với cặp loa EV Bass 30 côn 65 chuyên karaoke và lấy tín hiệu đánh trực tiếp từ máy tính xuống. Chỉ
Vừa rồi thì mình đã test qua tất cả các cần chỉnh bát chung tép của âm ni, thì gồm về cấu tạo thì âm ni cũng gồm có hai lỗ cắm mic và các hàng chỉnh volume tổng này, chỉnh cân loa này, cảnh echo này, bát này, chung này, tép này, có mic. Hai vế là hai 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 hàng nhé. Hàng thứ ba này là hàng chỉnh echo, gồm có echo tổng này, tiếng tiếng bát này, tiếng chép này, đây là tiếng echo, sifid và đi nhanh mà chậm, vang vọng, gọi có nhiều cách gọi khác nhau. Ở đây là chỉnh hàng chỉnh tiếng nhạc này, gồm có volume to nhỏ này, bát chung tép này, và bên đây là chỉnh master tổng. Bây giờ tổng này chính cho cả tiếng nhạc và cả tiếng mic. Đó. Bây giờ mình sẽ alo tiếng mic đi. Giờ này mình về được hai chiếc âm ni 203 là núm gầy đời 94 nhé. Giờ 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 ba 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 bốn 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 lăm 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 sáu 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 bảy 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 alo 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 chung là những ông dòng âm ni theo vua này thì tiếng vang tiếng mic của nó rất hát rất là thật tiếng và nó chuẩn tiếng. Lăm 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 hai 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 ba 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 bốn 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 lăm 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 sáu sáu bảy bảy alo 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 mic để to quá. Bạn nào có nhu cầu mua liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Bên mình có ship hàng toàn quốc nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Giọt buồn không tên lén tâm tư qua đêm, mình thức đêm thật khuya. Hãy subscribe.